Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer hình ảnh đường tam khiêu chiến hải tinh Đố La. Lúc này cả nhóm đã có mặt tại hải tinh Thánh Trụ. Hải tinh Đố La cùng đường tam đồng dạng là khống chế hệ chiến hồn sư nên thăm dò đối phương một hồi. Cuộc chiến mới thật sự bắt đầu khi cả hai xuất ra vũ hồn chuyên thân và không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Thế nhưng sau một lúc tận lực thôn phệ, hiện tại đường tam dường như bị thua thiệt hơn một chút. Nhân cơ hội bản thân đang chiếm thế chủ động, thân thể khổng lồ của hải tinh Đố La rung động kịch liệt, hồn hoàn thứ 9 trên người sáng lên. Cùng với thực lực đề thăng, đường tam cũng phát hiện đệ ngũ hồn kỹ này có điều khác lạ. Tuy rằng uy lực cũng không có gì khác lắm, nhưng mỗi khi hắn dưới trạng thái làm ngân chân thân thi triển kỹ năng này thì lại sinh ra một ảo giác, tựa hồ như đây chính là uy lực lớn nhất của hồn kỹ này. Hải tinh Đố La vậy mà có thể thông qua giác hút để tinh lọc nước biển, đem năng lượng từ trong nước biển dung nhập vào bản thân. Theo lời bà Tài Tây, đây là hồn kỹ thứ 9 của hải tinh Đố La, thiên xúc vạn hấp. Trong phạm vi mà xúc tu có thể đạt được, nó có thể thôn phệ bất cứ hình thái năng lượng nào, lĩnh vực năng lượng cũng không ngoại lệ. Tại khu vực có nước biển, uy lực của kỹ năng tăng lên 30%, hồn kỹ thứ 9 này phải nói là cực kỳ kinh khủng. Lúc này, đã không còn cách nào khác, đường tam liền đưa ra quyết định, đó chính là lấy thôn phệ đối thôn phệ. Ăn và hưng phấn hồng trang, đệ thất hồn hoàn lóe sáng, sóng gợn màu đỏ sậm tràn ra lập tức bao phủ vũ hồn chân thân của hải tinh Đố La. Kỹ năng thứ nhất của hồn hoàn thứ 8 là ngân hồ kình ma chi nhiếp phát động. Ngay lập tức, ba dây choàng vàng đã rơi vào người hải tinh Đố La, làm hắn không thể di động. Rất nhanh đem một đòn công kích phóng về phía đối phương. Trong không trung, thân ảnh của tiểu vũ cũng lập tức xuất hiện. Vì một chiêu này, đường tam đã không thể tiếp tục sử dụng hãn hải hộ thần cháo cho tiểu vũ ẩn thân. Ở phía bên kia, hải tinh Đố La muốn thoát ra ngoài nhưng lại không có cách nào cả. Một lát sau, khi đã di chuyển đến trung tâm, bát chu mâu mạnh mẽ đâm chặt vào cơ thể con hải tinh khổng lồ. Lần này, đường tam đem tất cả năng lượng của bản thân tập trung dùng vào việc thôn phệ. Cùng với đó, kịch độc theo bát chu mâu cũng lan tràn lên trong cơ thể con bạch tuộc kia. Rất nhanh, bản thể của hải tinh Đố La liền trở nên vặn vẹo méo mó. Hải tinh Đố La từ trong trạng thái choáng váng tỉnh lại, hắn cực kỳ sợ hãi. Hồn lực, sức sống trong cơ thể theo 8 vết thương nhanh chóng chảy ra ngoài. Đồng thời, loại cảm giác nóng lạnh nhanh chóng lan tràn trong cơ thể khiến cho thân thể ông lúc này đã mất hết cảm giác. Chỉ trong chốc lát, tứ chi của hải tinh Đố La bị lam ngân hoàng trói chặt. Ông càng dễ dụa, hồn lực cùng sức sống trong cơ thể lại thất thoát càng nhanh. Thân thể hải tinh Đố La từ từ biến đổi, một bên trở nên nóng chảy, một bên trở thành lạnh như băng. Lực phòng ngự cùng khả năng tự hồi phục của ông tuy mạnh, nhưng lại không thể khống chế lại được kịch độc kinh khủng bên trong cơ thể. Trận đấu đến lúc này coi như đã kết thúc, đường tam đình chỉ thôn phệ và nói: "Tiền bối, ngài nhận thua đi." Hắn không tiếp tục thôn phệ nữa, bởi vì lúc này hắn nghe được rất rõ tiếng tim đập của hải tinh Đố La, nếu còn tiếp tục chỉ e là lành ít dữ nhiều. Chỉ thấy hải tinh Đố La khó khăn hô hấp mà giọng nói yếu ớt vang lên: "Ta thua." Lúc này, mặc dù không cam lòng, nhưng ông cũng không cảm thấy quá xấu hổ, dù sao trước đó cũng đã có 4 người cùng thất bại như mình. Ngay khi trở lại, ông liền hỏi đường tam một câu: "Thứ cuối cùng ngươi vừa sử dụng để công kích ta chính là ngoại phụ hồn cốt." Vừa ôm tiểu vũ vào lòng, đường tam gật đầu nói: "Chính là ngoại phụ hồn cốt bác chu mô của ta." Hải tinh Đố La khẽ cảm thán: "Thật không hổ là ngoại phụ hồn cốt, kỹ năng đắc ý nhất của ta là thôn phệ cũng thua ngươi. Trận này ngươi thắng." Lúc này thì quang mang trên hải tinh thánh trụ cũng sáng lên, hắn và tiểu vũ chính thức thông qua khảo hạch đi đến tụ họp với đồng bọn. Không nghỉ ngơi, Sử Lai Khắc Phất Quái trực tiếp đi đến địa điểm tiếp theo, khiêu chiến hải ma nữ. Trận này Chu Trúc Thanh sẽ phải đối mặt với đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Vượt qua khảo hạch cuối cùng này, đồng nghĩa với việc nàng có được sự chấp thuận của hải thần, có thể trở thành cư dân của hải thần đảo. Hơn nữa, nàng còn có được uy quyền giống như 7 vị phong hào Đấu La bảo vệ 7 thánh trụ. Cũng bởi vì sự quan trọng của trận đấu này, đường tam đã sắp xếp mọi việc. Hắn nhắc Chu Trúc Thanh, nếu như không thể một trận kết thúc được vị phong hào Đấu La đó, thì có thể nhận thua. Chờ hắn đánh bại hải ma nữ thì có thể khiêu chiến tiếp, lúc đó nhất định sẽ thắng. Chu Trúc Thanh dĩ nhiên hiểu được ý tốt của đường tam, nhìn thấy Mộc Bạch đang liên tục gật đầu bên cạnh, trên gương nàng nở một nụ cười vô cùng cảm kích. Thế nhưng nàng muốn lần này tự mình chiến thắng hải ma nữ bí ẩn kia, tuy nhiên đường tam sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của nàng. Hắn chuyển sang nhìn chữ Vinh Vinh. Lúc này Vinh Vinh có chút mệt mỏi vì ba trận đấu kia tiêu hao khá nhiều hồn lực của nàng. Thế nhưng nàng vẫn tự tin có thể chiến thắng trong trận đấu tới. Kết thúc trận đấu này, nàng cũng hoàn thành khảo hạch thứ 5 của mình. Trong trận chiến quan trọng này, đường tam không thể nghỉ ngơi. Trận đánh này rất quan trọng, nó quyết định Chu Trúc Thanh có thể hoàn toàn thông qua khảo hạch của nàng hay không. Bởi vậy hắn nhất định phải tiến hành chỉ dẫn cho nàng. Đặt chân lên hải ma nữ thánh trụ, thì ánh sáng màu vàng biểu hiện thời gian cũng đã vượt qua 8 canh giờ. Đến đây thì hết tập 192 Đố La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.